Dạ vâng, xin mến chào toàn thể các bác đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Ở trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021, rảnh rỗi thì sẽ bán giao lưu cho bác cặp loa B3 hàng bãi xịn màu đen S210 với mức giá là không lợi nhuận 6 triệu các bác nhé. Con này thì các bác có thể tìm hiểu trên thị trường về giá cả. Giá người ta bán thấp nhất là 6.800.000, anh em cứ đi tìm hiểu so sánh nhé. Còn cái giá cho em đưa ra là cái giá tốt nhất, tất cả còn nguyên zin nhé, chưa sửa chữa cả. Nay cho em mới mưa làm bài karaoke nhỉ. Em đang ghép con đẩy nền vang Patty Hall. Tiếng rất là hay nha mọi người nha. 1 2 6 7. Rất là ngon. Cặp loa này với thiết kế một bát 255 một tép tiền. Bát 255 khuôn rất là to nha, khuôn 7.5. Hồi đã rồi chia tay bên dòng sông, chiếc lon quay theo xôn xao câu quán hò. Đến hẹn lại đêm người ơi, đừng quên con đò mình nhớ nhau con gọi câu mình ơi. Người ơi chẳng dám hồi quên tôi, chẳng về nơi đầu tiên đúng đinh màn đưa. Bồng bềnh trăng soi thôi đã tan rồi, ngồi tưởng mạn thuyền để được mắt ai vứt đập vài ao. Người ơi chẳng dám hồi quên tôi, câu hát trao riêng rơi qua mùa về, em trao yêu nhau anh nhận để làm tin, em trao nón bao tầm mặt trời mưa ướt áo. Người ơi, câu hát thương nhau, người ơi xin đừng về. Chúc xin em chờ, xin hẹn đến hồi sau. Em xin em đứng bên đỉnh mà em càng xin. 6 triệu quá nhỉ? Bao anh? Con đang đi để tiền bạc này. Thì cô rất ngon nha, cực kỳ rẻ hạn, phong phú và như là tuyệt đối luôn. Giá 3.500.000. Bát đánh rất là sâu, dòng này cái nồi thì rất là khủng khiếp nha, côn 75. Duy nhất ngày hôm nay cho các bác thích ngon bổ rẻ thì liên hệ trực tiếp với lại Minh Vũ nhé. Xin chào tất cả các bác.